Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, một cơn địa chấn mạnh hôm đầu tuần đã làm rung chuyển vùng Tây Bắc của Trung Quốc, khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ sụp. Trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra tại khu Khách Thập thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhị Tân Cương vào lúc 20:48 theo giờ Bắc Kinh. Theo Xinhua đưa tin, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km so với mặt đất. Gần 300 ngôi nhà đã bị đổ sập sau cơn địa chấn, khoảng 2.000 ngôi nhà khác bị hư hại ở mức độ khác nhau. AFP cho hay, gần 1.500 người dân đã được sơ tán khỏi nơi ở, lều trại và các thiết bị cứu trợ khác đang được vận chuyển tới vùng động đất. Tân Cương là đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất tại Trung Quốc, nhưng chỉ có dân số khoảng 20 triệu người. Trong số này, người Duy Ngô Nhĩ chiếm phần lớn nhất với 9 triệu người. Các trận động đất rất hay xảy ra ở Tân Cương. Một cơn địa chấn mạnh 5,4 độ Richter tháng trước xảy ra ở khu tự trị này, khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Hồi tháng 8 năm ngoái, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter cũng đã xảy ra ở địa phương này. Hiện nay, hàng cứu trợ đã đến vùng bị động đất ở Tây Bắc Trung Quốc, trong khi đó số người thiệt mạng được xác định lên đến 760 người. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt và tình trạng thiếu oxy, các nhân viên cứu hộ vẫn miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm. Họ dùng tay không đả bới các đống đổ nát của những trường học bị sập trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ở tỉnh Thanh Hải. Giới chức địa phương cho biết, hàng cứu trợ, thuốc men, liều bạt đang trên đường đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thị trấn Zhewu, cách thủ phủ của Tây Ninh của tỉnh Thanh Hải khoảng 800 km và ở độ cao 4.000 m so với mặt nước biển. Chính vì vậy, nhân viên cứu hộ từ các khu vực khác đến trợ giúp và phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy. Chó nghiệp vụ được sử dụng để tham gia tìm người còn sống cũng gặp vấn đề vì không quen với độ cao. Động đất cùng hàng loạt các dư chấn mạnh sau đó khiến cho hệ thống đường xá bị hư hại nặng. Lở đất làm tuyến đường từ Zhewu đến sân bay bị chặn. Nguồn cung cấp điện, nước và hệ thống liên lạc cũng bị gián đoạn. Hàng nghìn người sống sót phải qua đêm thứ hai ở ngoài trời, trong thời tiết ở mức 0 độ C. Giới chức cho hay khoảng 100.000 người bị mất nhà cửa. Tôi mất chồng, mất nhà. Ngăn ra một cư dân ở thị trấn Zhewu nói với AFP, bên cạnh chị là con gái và con trai. Cả ba mẹ con đang ở trong lều tạm của khu du mục cùng với nhiều người khác. Chúng tôi chẳng biết làm sao bây giờ. Chúng tôi không có gì ăn. Chị nói trong khi đứng gần ngôi nhà vách đất đã bị sập, có 10 người trong gia đình tôi và chỉ có 4 người chạy thoát. Một người họ hàng đã chết, một người khác vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sandrup Siasto, 17 tuổi kể lại, sau khi ngôi nhà 2 tầng của anh bị sụp xuống. Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc cho hay số người chết tính đến cuối ngày hôm qua là 760 người, số người bị thương là hơn 11.000 người. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa, bởi 243 người còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Theo Xinhua, trong số những người bị thiệt mạng có 66 học sinh và 10 giáo viên. Trước đó, người ta lo ngại rằng thương vong ở các trường học sẽ lớn vì đó là nơi tập trung nhiều người nhất. Su Mai, phát ngôn viên Bộ Giáo dục Trung Quốc, bác bỏ thông tin cho rằng khoảng 200 học sinh bị vùi tại một trường tiểu học. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rút ngắn chuyến thăm Mỹ Latin và Thủ tướng Lý Khắc Cường hoãn chuyến công du tới Đông Nam Á. Ông Tập đã tới thăm các khu vực động đất vào ngày hôm qua. Các binh sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa dùng xẻng, các thanh sắt và cả tay không để đào bới những đống gạch vữa và bê tông của hơn 15.000 ngôi nhà đã sập. Tình hình ở đây thực sự rất tồi tệ, thiệt hại thật khủng khiếp. Chỉ còn vài ngôi nhà là còn đứng vững, xác người nằm ở khắp mọi nơi. Pierre Dever, người làm việc cho một tổ chức nhân đạo Trung Quốc ở Zhewu cho biết, theo các tổ chức cứu trợ, ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này là cung cấp nơi ở tạm, thuốc men, thực phẩm, nước uống cho người còn sống sót và đảm bảo vệ sinh để ngăn tình trạng bệnh tật bùng phát. Thưa quý vị, Bắc Kinh trải qua một trận mưa xối xả kéo dài 16 giờ vào ngày thứ Bảy vừa qua, làm tê liệt toàn bộ khu vực của đô thị, khiến 37 người chết, hàng trăm người bị thương và 2 triệu người bị ảnh hưởng. Một cư dân ở Bắc Kinh cho biết, cho đến nay chúng tôi không có nước để uống và nước khoáng trong cửa hàng đã bị lấy hết. Cư dân mạng chỉ trích chính quyền Trung Quốc thậm chí không thể xây dựng hệ thống cống rãnh và họ cho rằng đây không chỉ là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người gây ra. Sau trận mưa lớn, các công trình đường xá, cầu cống thủy lợi ở Bắc Kinh và nhiều nơi khác bị hư hại, nhiều nhà ở bị sập, hàng trăm ô tô bị hư hỏng nặng. Một người dân họ Gao ở gần khu vực Chu Khẩu Điếm cho biết, ôi thật khủng khiếp, nước tràn trên đường, nó tràn qua đường và ngập đến nhà dân. Ngôi nhà một tầng của chúng tôi đã bị ngập đến nửa ngôi nhà. Ngôi nhà cao nhất có 2 tầng, nước ngập hết cả tầng 1. Tất cả những người dân địa phương thiệt mạng đều là những người nước ngoài, trẻ em ở nhà. Người lớn đi làm nên không kịp chạy lũ khi về. Hôm qua nghe cháu trai chúng tôi nói ở thôn Tân Kiệt có người tìm kiếm. Một cư dân của Chu Khẩu Điếm tiết lộ, và mấy ngày trước, trận mưa lớn đã kéo dài hàng chục giờ, nhưng cho đến thời điểm hiện tại,
không có ai từ chính phủ được cử đến để cứu trợ. Một người dân ở làng Chu Khẩu Điếm cho biết, thật khốn khổ, không ai đến giúp chúng tôi không có nước cả ngày hôm qua. Chúng tôi đã mua hết nước khoáng trong cửa hàng. Quang Đan đã tiết lộ trên Facebook rằng gia đình anh ấy nói với anh ấy rằng mưa thực sự rất lớn nhưng nước dường như đang từ từ dâng lên từ mặt đất. Rõ ràng hệ thống thoát nước ngầm đang có vấn đề. Vị quan chức này đổ lỗi cho trận mưa lớn chưa từng có trong hơn 60 năm gây ra thảm họa. Tuy nhiên những năm gần đây, mỗi khi mưa lớn, Bắc Kinh đều sẽ bị ngập lụt. Khu đô thị bị ngập nghiêm trọng, nước sâu đến thắt lưng. Trước đó, một trận mưa lớn đã khiến cho một con đường ở Bắc Kinh bị sụt, tạo thành một hố lớn có đường kính vài mét, đồng thời đè bẹp những đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới lòng đất, khiến một vết thủng to làm dò khí. Kính thưa quý vị khán giả, Tứ Xuyên Trung Quốc bị bao trùm bởi mối đe dọa từ cơn bão số 3. Do mưa lớn trong nhiều ngày nên lũ lụt, các thảm họa địa chất xảy ra ở đây rất nghiêm trọng. Mưa xối xả đã gây ra một trận lở đất ở thành phố Đô Giang Yểng, làng mạc bị tàn phá khiến 31 người chết, 166 người mất tích và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ thứ hai, mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên đã được tăng cường trở lại và thành phố Đô Giang Yểng là nơi nghiêm trọng nhất. Với lượng mưa lên tới 1.000mm, lở đất xảy ra ở nhiều nơi và hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng. Tại làng Tam Tây, thị trấn Di Hồng Sinh, một trận lở đất đã phá hủy ngôi làng và hàng trăm người có thể bị chôn vùi và mất tích. Theo thống kê hiện tại, được biết trận mưa xối xả đã khiến 31 người chết và 166 người mất tích. Nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị sạt lở và phá vỡ, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt, không có nước và lương thực. Hơn 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp do bão số 3 tiến gần đẩy vành đai áp cao dịch chuyển. Cảnh báo lượng mưa hiện tại ở Tứ Xuyên đang dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn mất tích và hơn 200.000 người đang chờ được tái định cư. Bão số 3 ở Trung Quốc bắt đầu gây mưa lớn ở thành phố Quảng Châu trong 21 giờ liên tục, bắt đầu từ tối thứ Năm. Sau khi cơn bão số 3 đổ bộ vào Quảng Đông vào thứ Tư, nó đã vào và ra 3 lần, ở lại và lang thang ở đó. Mưa lớn xảy ra ở quận Tâm Tính, thành phố Vân Phù. Nhà cửa bị sập và sạt lở đất đã xảy ra, khiến 5 người được cho là đã chết. Khi chính quyền chặn tin tức cho thấy, tình hình thảm họa ở đây thực sự có thể nghiêm trọng hơn. Bắt đầu từ tối thứ Năm, thành phố Quảng Châu đã trải qua 21 giờ mưa lớn liên tục, với các báo cáo đặc biệt về mưa lớn tại địa phương. Cư dân mạng cho biết, Quảng Châu bị ngập lụt và giao thông trong thành phố bị tê liệt. Cư dân địa phương đã chụp ảnh lũ lụt và tải chúng lên mạng. Nước như sóng biển ập vào xe buýt và tràn vào ô tô. Cống đầy nước phun nước ra ngoài, áp lực nước mạnh gần như nhấc cả nắp nước lên. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, 71% trạm quan sát ở Quảng Châu có lượng mưa vượt quá 100mm. Tình trạng tích nước ngập úng xảy ra ở nhiều nơi, nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Theo thống kê chính thức, Quảng Tây, Phúc Kiến và Hồ Nam xung quanh Quảng Đông đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với hơn 210.000 người bị ảnh hưởng và 29 ngôi nhà bị sập. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều thứ Sáu, nhưng lượng mưa lớn ở Quảng Đông sẽ tiếp tục vào thứ Bảy. Mưa lớn liên tục ở phía Nam Trung Quốc đại lục đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác, khiến tình hình ở đây rất nghiêm trọng. Trong đó, 9 tỉnh miền Nam có số lượng nạn nhân lớn, có 4,896 triệu người, ít nhất 26 người chết và 3 người mất tích, khiến hơn 8.700 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,08 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 19,86 tỷ đại tệ. Ở Quý Tây, tỉnh Giang Tây, ba học sinh tiểu học đã rơi xuống nước trên đường trở về trường cách đây vài ngày. Khi chiến dịch cứu hộ địa phương được triển khai, đã có các quan chức không muốn bước chân xuống nước vì sợ bị ướt giày. Các quan chức đến thăm và cứu trợ thiên tai lại phải quay xe đi, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Tại Trung Quốc, nơi 5 cư dân mạng bị cục công an tạm giữ hành chính vì đăng tin về lũ lụt ở Hà Bắc, dân làng ở Hình Đài, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt nói rằng các quan chức sẽ không chịu trách nhiệm về tình hình lũ lụt tại đây và sẽ rất khó để xoa dịu sự bất bình của dân chúng. Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tân Hoa Xã đưa tin rằng hai phụ nữ và một nam giới từ Hình Đài đã lần lượt đăng tin trên Baidu và Tieba, Weibo và Mossman về việc xả nước từ nhiều hồ chứa và số người chết trong khu vực bị thiên tai. Ngoài ra, một cặp vợ chồng đến từ quận Vĩnh Niên, Hàm Đan, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và các thảm họa địa chất khác, đã bị cơ quan công an địa phương giam giữ hành chính vì tội bịa đặt và phổ biến thông tin sai lệch. Anh Song, một cư dân mạng đến từ Hồ Bắc nói rằng nhiều video và dữ liệu thực do dân cư công bố đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và che đậy. Anh Song, một cư dân mạng đến từ Hồ Bắc cho biết, các chính phủ trên khắp thế giới luôn hoạt động theo cách này, cố gắng che giấu tình hình thảm họa thực tế và các sự kiện không có lợi cho hình ảnh của họ. Các quan chức cố gắng giảm số người chết xuống mức thấp nhất bởi vì sự thật của vấn đề được phơi bày và dữ liệu thực nếu nó bị phơi bày, nó sẽ gây ra bất ổn cho xã hội và bất kỳ rối loạn nào của xã hội cũng sẽ gây nguy hiểm cho chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mưa lớn đổ xuống Hà Bắc từ mấy ngày trước khiến 18 hồ chứa xả lũ hoàn toàn
ba thành phố Hàm Đan, Hình Đài và Thạch Gia Trang do không có thông báo trước nên đã phải hứng chịu lũ lụt nặng nề. Người ta cho rằng lũ lụt ở Hình Đài là do hồ chứa xả nước lũ không được thông báo trước vào sáng ngày hôm thứ Ba, khiến 12 ngôi làng trong khu phát triển kinh tế, bao gồm cả làng Đại Tiên, đã phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Ủy ban khu phát triển kinh tế Hình Đài cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng không có thương vong nào được báo cáo, khiến hàng ngàn người dân chặn đường để phản đối vào ngày hôm qua. Ông Dong, một người dân ở Hình Đài cho biết, có một lãnh đạo trong khu vực phát triển nói rằng không có thương vong. Phản ứng về điều này khá dữ dội bởi vì vẫn còn nhiều người chết và mất tích. 36 người chết được coi là một thảm họa lớn. Báo cáo mới nhất cho biết đã có 37 người chết và mất tích. Những người dân bị ảnh hưởng cho biết, sau lũ lụt, chính quyền địa phương đã chặn tin tức và tình hình thiên tai thực tế. Số người chết đã bị che đậy. Giờ đây, những quan chức tung tin đồn sẽ không bị bắt và những quan chức có trách nhiệm sẽ không phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ bắt những cư dân mạng đăng tải hình ảnh về lũ lụt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Bản tin 24 giờ.